Làn da sẽ không bao giờ đẹp lên nếu bạn vẫn giữ những thói quen này. Đầu tiên là thức khuya. Nghiên cứu cho thấy tốc độ tái tạo da ban đêm cao gấp 2 lần ban ngày. Khi bạn thức khuya, quá trình tái tạo da sẽ gặp bất thường, gây rối loạn chức năng ở lớp biểu bì, từ đó xuất hiện mụn ẩn, đặc biệt ở khu vực chữ T và hai bên má trong. Thứ hai là ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt hay nước uống có ga. Việc tiêu thụ đồ ngọt khiến lượng đường trong máu tăng, sản xuất nhiều insulin. Nồng độ insulin trong máu tăng cao, kích thích tuyến bã nhờn tiết ra nhiều dầu hơn, dẫn đến nhiều khả năng gây bít tắc, tắc nghẽn và hình thành nên mụn. Theo tạp chí American College of Nutrition, nghiên cứu trên 453 người ở mỗi quốc gia khác nhau, họ nhận thấy rằng những người ăn nhiều thực phẩm như cá, rau xanh, dầu ô liu thì làn da của họ ít nếp nhăn hơn những người ăn các thực phẩm chứa đường. Cuối cùng, không thể không nhắc đến đó là những sai lầm trong makeup. Makeup giúp chị em tự tin và thêm phần rạng rỡ. Tuy nhiên, đây cũng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của làn da. Một số loại mỹ phẩm kém chất lượng khiến da tệ hơn khi sử dụng trong thời gian dài, ví dụ như sodium lauryl sulfate. Đây là một thành phần phổ biến trong các loại mỹ phẩm hiện nay. Hợp chất này làm suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên của da lên tới 10% và dĩ nhiên nó làm da nhạy cảm hơn.